Nồng nhiệt hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý đang hiện diện có mặt tại nhà hàng Hoàng Thành buổi tối ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau chúc mừng sinh nhật tròn 1 tuổi của bé Nguyễn Minh Nhật Vượng. Xin được cảm ơn quý vị và xin được thay mặt cho gia đình, lời đầu tiên cho phép Lê Hoàng xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và chúc cho quý vị có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và đặc biệt là một năm mới đại gia đình thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, buổi tối ngày hôm nay quả là một buổi tối cực kỳ đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là cách đây đúng tròn một năm về trước, ngày mà gia đình của Minh Trung đã chào đón một quý tử ra đời, đó chính là bé Nhật Vượng, 14 tháng 1 năm 2020 mới đúng, đúng không ạ?
Lê Hoàng cũng như là Minh Trung là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Tại vì sao? Hai anh em là chơi với nhau từ cái lúc mà mới bước sang Cộng hòa Séc. Hoàng cứ hay nói đùa với Minh Trung rằng là cứ mỗi mùa hoa cải sang là nhà Minh Trung lại sản xuất thêm một bé. Minh Trung thì cưới vợ sau Lê Hoàng, nhưng mà độ sản xuất của Minh Trung thì nhanh hơn. Hiện nay là gia đình Minh Trung đã có 4 thành viên. Và ngay bây giờ quý vị không phải chờ đợi lâu, chúng ta hãy chào đón nhân vật chính buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Minh, Nhật Vượng cùng với gia đình của Minh Trung, Thanh Nga lên sân khấu. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Bà sẽ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Rồi mai đôi con lớn bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Vỗ tay thật lớn thưa quý vị, đại gia đình Minh Trung đang ở sân khấu ạ. Nhật Vượng, ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Rồi mai đây con lớn bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Rồi mai đây con lớn bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê. Và cảm ơn nữ ca sĩ Thu Mây. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Thu Mây cũng như Lê Hoàng cũng như tất cả quý vị đều là khách mời rất là đặc biệt của gia đình Minh Trung. Và trước khi mà vào chương trình chính thì cho phép Lê Hoàng chia sẻ một vài điều. Minh Trung và Lê Hoàng cách đây đúng một năm, Hoàng không nhớ không lầm là ngày cũng là vào tháng 1, là ngày 18. Thì cách đây đúng 2 năm 2020 thì Minh Trung và Lê Hoàng đứng ở đây và tổ chức một cái live show mà có sự hiện diện của có lẽ là đầy đủ các quý vị đang có mặt ở đây. Thế thì sau đó tròn một năm thì Minh Trung đã cho ra đời một cậu quý tử như thế này. Cực kỳ đặc biệt và phải nói là đây là niềm vui vô bờ bến của đại gia đình. Quý vị nhìn thấy ba công chúa, sóc, thỏ, kẹo và bây giờ là đến Messi. Đúng ạ, bố là một người yêu bóng đá. Hôm nay thì có lẽ là đang có các thành viên trong đội bóng của Libertas ở đây đúng không ạ? Vỗ tay ạ. Bố lại mê cả tiền nữa. Một người mà nổi tiếng có lẽ là nhất Việt Nam hiện nay, ông đang sản xuất một dòng ô tô gọi là xe điện để mà đưa xuất khẩu ra thế giới và ghi tên mình trên bảng những người giàu nhất thế giới. Đó chính là Nhật Vượng. Và mong muốn của bố là Nhật Vượng, bé con này sau này sẽ soán ngôi Nhật Vượng Việt Nam, được không ạ? Một cái tên cực kỳ đặc biệt. Và hơn nữa là Messi, quý vị thấy, một cầu thủ có lẽ là nổi tiếng nhất hành tinh. Và bố cũng mong muốn cầu thủ này lại sau này lại nối nghiệp và sẽ là soán ngôi Messi kia luôn, được không ạ? Trở thành người giàu nhất thế giới, đồng ý không ạ?
Chúng ta là những người có mặt ở đây là những người rất là thân thiết với gia đình, đặc biệt là thành viên của đại gia đình Minh Trung. Hãy cầu chúc cho Nguyễn Minh Nhật Vượng sinh nhật tròn 1 tuổi, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và đặc biệt là ngoan ngoãn, hay ăn trống lớn, sau này trở thành một người tài, một người đặc biệt của người Việt Nam tại Séc nói chung và cả thế giới nói riêng. Một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ là không có gì có thể mà nói hết được bằng lời về những cái gì mà gia đình Minh Trung đón nhận tình yêu này. Lê Hoàng có nói với Minh Trung rằng là nếu mà theo cái đà phát triển này, trong vòng khoảng 10 năm nữa, thì gia đình Minh Trung sẽ đủ một đội bóng. Thế thì chúng ta hãy cùng chúc cho Messi sẽ có thêm một người em trai nữa, và đặc biệt là sau này nối tiếp. Và cứ mỗi năm, cứ đến độ mùa xuân sang, chúng ta lại quay trở về đây, chúng ta lại làm thêm một lễ sinh nhật nữa được không ạ? Ngày hôm nay sau buổi tiệc này, gia đình Minh Trung đã thuê khách sạn ở cổng Sapa, và có khả năng tối nay em trai của Messi sẽ chuẩn bị hình thành. Một tràng pháo tay được không ạ? Ok, và bây giờ thì có lẽ là không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, tất cả những gì mà Lê Hoàng muốn nói thì Lê Hoàng đã nói rồi. Còn bây giờ thì Lê Hoàng muốn nhường micro lại cho Minh Trung, một người bạn rất thân thiết của Lê Hoàng. Và Minh Trung sẽ có đôi lời cảm ơn từ quý vị. Xin mời Minh Trung. Vâng, lời đầu tiên cho phép Minh Trung xin được thay mặt cho gia đình nhỏ, xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đã không quản ngại đường xá xa xôi, một chút thời gian để đến chung vui với gia đình. Lời đầu tiên cho phép Minh Trung và gia đình xin được cúi chào toàn thể quý vị khách quý. Thật là hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và Minh Trung cũng chưa không biết nói gì hơn. Thật là xúc động. Xin được một lần nữa xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách quý, cô dì, chú bác và tất cả những anh em bạn bè thân hữu đã đến đây chung vui với gia đình Minh Trung trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ. Một người đứng sân khấu phải nói là cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà để nói thời gian không phải là quá ngắn. Như Minh Trung thì đứng ở trên sân khấu rất tự tin thể hiện các ca khúc, nhưng mà hôm nay thấy hơi đỏ mặt một chút xíu, hơi rung đúng không ạ? Có một điều là như thế này, Lê Hoàng muốn chia sẻ một chút niềm vui của ông bà bố mẹ của Minh Trung, tức là Messi gọi bằng ông bà nội. Rất là vui mừng tại vì đại gia đình của ông bà có 4 người con. Và hiện nay thì 4 người con đều có mặt ở Cộng hòa Séc. Và hiện tại bây giờ thì đang có mặt rất là đông đủ tại khán phòng Hoàng Thành. Vì sân khấu hiện nay không cho phép đứng hết được cả gia đình. Tại vì nếu mà gia đình lên đây là có khả năng là đứng chật cả sân khấu. Tại vì là 4 anh chị em ở đây hiện nay là có 10 người cháu đúng không ạ? 11. 11 rồi quý vị ạ. Rất là nhanh. Nếu mà với cái đà phát triển như thế này thì khoảng tầm, nếu mà gia đình nào cũng như gia đình Minh Trung thì khoảng 10 năm nữa thì cả Cộng hòa Séc thì khoảng một nửa là người dân Việt Nam. Được không ạ? Thế thì chúng tôi phải nói lời chúc mừng tới ông bà, là ông bà nội của Nhật Vượng ở Việt Nam. Ông bà rất là có phúc. Các con ở nước ngoài làm ăn phát triển rất là tốt. Về cả kinh tế, về cả con cháu. Đó là điều mà có lẽ là chúng ta phải ghi nhận. Đây là một đại gia đình cực kỳ hạnh phúc. Quý vị đồng ý với Lê Hoàng như thế không ạ? Vâng ạ. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì gia đình Minh Trung đã rất là phải suy nghĩ rất là nhiều trước khi mà tổ chức cái tiệc nho nhỏ như thế này để mời quý vị đến đây để cùng chứng kiến và cùng vui với Nhật Vượng. Tại vì quý vị đã biết là trong cái thời gian này dịch Covid cũng đang hoành hành, và quý vị đã đến đây có lẽ là những người rất là thân thiết với gia đình Minh Trung, và quý vị đã bỏ một quãng thời gian và một quãng đường rất là xa xôi trở về đây để chung vui. Đó là điều hãnh diện nhất cho gia đình, điều mà gia đình Minh Trung đang ghi nhận trên sân khấu và đặc biệt là những gương mặt quý vị đang ở đây. Và giờ phút này thì cho phép Lê Hoàng xin được mời quý vị bên phía tay phải của sân khấu, đó chính là một chiếc bánh sinh nhật dành cho nhân vật chính ngày hôm nay, dành cho Nhật Vượng, dành cho Messi. Một chiếc bánh sinh nhật rất đẹp để kỷ niệm sinh nhật tròn 1 tuổi của Nhật Vượng. Vậy thì bây giờ thì xin mời gia đình Minh Trung cùng với Thanh Nga sẽ cùng sang bên phía chiếc bánh, đốt nến. Và chúng ta hãy cùng nhau hát vang ca khúc Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật cho Nhật Vượng được không ạ? Quý vị vỗ tay và hát cùng với Lê Hoàng nhá. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho gia đình của Nhật Vượng và cầu chúc cho Nhật Vượng sẽ mãi mãi mạnh khỏe, vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Và chúng tôi cũng gửi lời chia vui tới đại gia đình của Minh Trung và Thanh Nga tại quê nhà Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời Minh Trung và Thanh Nga cùng với các chị sẽ thay cho Nhật Vượng thổi tắt nến để cùng chúc mừng sinh nhật cho... Ok, bây mời cha Trung sẽ mang ra đây. Quý vị thân mến, là bình thường người Việt Nam của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều tên gọi dành cho người bố thân yêu của mình. Đối với gia đình Minh Trung không có bố mà không có ba, mà chỉ có cha Trung mà thôi. Quý vị hãy hướng bên sân khấu để cùng với Sóc, Thỏ Kẹo và Nhật Vượng thổi nến nhá. Một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Chúc mừng sinh nhật. Wow, đẹp quá. Chụp hình đi ạ. Maxi hôm nay có vẻ là một chàng trai thực sự bản lĩnh. Đến đây từ lúc 4 giờ. Anh chàng ngủ đúng 5 phút. Bố mẹ bắt dậy chụp hình. Vẫn không khóc một tiếng nào. Phải nói là một chàng trai cực kỳ bản lĩnh. Một lần nữa thì xin được chúc mừng sinh nhật cho cháu. Quý vị thân mến, ở dưới thì Lê Hoàng mong muốn quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót những ly vino đầu tiên ra chiếc ly của mình để cùng nhau nâng ly và khai tiệc cho buổi tối được không ạ? Và chúc mừng cho gia đình. Mời anh Nam cầm ly rượu của mình lên sân khấu ạ. Mời Tấn. Nếu mà gọi cả gia đình thì không đủ chỗ, nhưng mà mời Dượng Ba nữa. Mời Dượng Ba nữa. Mời Dượng Ba với Dượng Nam lên đây ạ. Mời ba là Dương Ba là nhá. Chồng của Thùy Linh. Đại diện cho gia đình sẽ cùng lên sân khấu ạ. Quý vị thân mến, ở phía dưới thì quý vị chuẩn bị những ly rượu, những ly bia của mình quý vị nhé. Để chúng ta hãy cùng nâng ly. Quý vị thân mến, đây là hai ông rể của gia đình Minh Trung. Và bên kia là em trai ruột của Minh Trung. Quý vị đã rất là quen thuộc đúng không ạ? Và bây giờ thì Lê Hoàng xin được mời quý vị hãy cùng nâng ly và để cùng chúc mừng sinh nhật tròn 1 tuổi cho Nhật Vượng. Và quý vị ơi, hãy cùng nâng ly đi được không ạ? Nâng cao lên nhá và mời quý vị nâng cao ly lên ạ. Xin mời quý vị, nếu được thì quý vị có thể đứng dậy luôn cho nó đứng dậy lên cho nó máu ạ. Đứng dậy lên cho máu luôn. Quý vị ơi, xin mời quý vị ạ, đứng dậy lên nhá. Lê Hoàng sẽ bắt nhịp cho quý vị nhá. Nào. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Xin được chúc mừng và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị. Chúc mừng cho Minh Trung và gia đình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được chúc mừng gia đình. Thế thì để mở đầu cho chương trình văn nghệ thì Lê Hoàng vẫn chưa nhận được nhiều đăng ký của quý vị. Nên là quý vị nếu mà ai muốn hát xung phong lên hát luôn được không ạ? Chúng ta cứ tự nhiên quý vị nhá. Thế thì mở đầu chương trình, Lê Hoàng xin hát tặng cho quý vị một ca khúc vui vui một tí quý vị nhá. Một ca khúc mà ai cũng hát được, ca khúc được mang tên Cung Đàn Mùa Xuân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Em ơi vút lên một tiếng đàn, kìa đàn đã so dây, cũng đàn đã ngựa phi mơ. Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ, bình minh chiến thắng gieo ca, xuân về non nước bao la, mầm sống ta ươm giữa đời. Tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh nâng mâm trổ, em chút nắng vàng. Đường vui nay bước anh đang, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai.
em ơi vút lên một tiếng ta. Vỗ tay lớn lên cho anh được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau tiết mục này thì quý vị đăng ký lên hát giao lưu quý vị nhá. Hôm nay chúng ta là gia đình hát thoải mái, có màn hình karaoke được không ạ? Hát tết ca. Tết ca. Kia đàn đã so dày, tiếng đàn đã lửa phim mơ. Đất nước mình sơn sao mùa vui đang nở rộ. Bình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la. Mầm sông ta ươm giữa đời, tay anh bưng ngọn đèn, em che ngọn gió, anh đương mầm trồi, em chú nắng vàng. Đường vui nay bước tay ta, tâm hồn lòng gió em ơi, say đẹp mộng ước tương lai. Em ơi vút lên một tiếng đàn, đường vui nay bước tay ta, tâm hồn lòng gió em ơi, say đẹp mộng em ơi vút lên một tiếng đàn. Vỗ tay cho anh Hoài ạ. Hôm nay là phải gọi Hùng Hương lên đây. Anh Hùng Hương à? Anh Hùng Hương ở đâu rồi? Giấc mơ Chà Pi anh Hùng Hương bài này à? Đây anh Hùng ấy rồi. Anh lên đây em với anh cùng song phi luôn. Đứng đây em hỗ trợ cho anh. Hôm nay hát tẹt ga anh nhá. Cho luôn bài Giấc mơ Chà Pi anh Mạnh ơi. Em chào anh Hùng. Quý vị vỗ tay cho anh Hùng được không ạ? Có màn hình anh nhá. Ok. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đã rơi trắng nhơn nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có gái đàn Chà Pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy hồn người rắc lây. Ôi rắc lây yêu thương cây con núi mang tiếng đàn Chà Pi. Ai yêu từ gió yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chà Pi. Chà Pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chà Pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi Chà Pi. Vỗ tay lớn lên được không nhỉ? Yeah! Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Lam Lai Thản, hai đứa này Lê Hoàng à. Đây con trai và con gái anh đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dê trắng nhờn nhớ quanh đời, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người chắc tay. Ôi giang lễ yêu thương cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu rừng núi thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi, ôi giấc lại hết những rừng cây mang núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha pi, cha pi. Rất nhiều. Cảm ơn anh Hùng. Kính thưa quý vị, như vậy là Lê Hoàng khơi mào cho cái chương trình văn nghệ ngày hôm nay, và hy vọng rằng là quý vị hãy cùng đăng ký và cùng tham gia với chúng tôi. Thế thì trong lúc chờ đợi, cho phép Lê Hoàng xin được giới thiệu ngay được không ạ? Cho phép Lê Hoàng mời một người chị, một người mà gắn bó với Lê Hoàng, và cách đây 2 năm thì Lê Hoàng, Minh Trung cùng với nữ ca sĩ Thu Mây đã chính thức đứng ở đây làm một cái live show để tri ân tới toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay chị cũng là một khách mời của gia đình Minh Trung, một người chị rất là thân thiết với Lê Hoàng và Minh Trung. Thế thì quý vị thân mến, hãy dành một tràng pháo tay để chào đón người chị của Lê Hoàng, nữ ca sĩ Thu Mây được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời Thu Mây quay về sân khấu ạ. Thu Mây xin kính chào toàn thể các anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhân lễ đầu năm của con trai, một người em mà Thu Mây rất là yêu quý, cũng trong một cái bữa tiệc rất là ý nghĩa như thế này, Thu Mây muốn gửi đến một bài hát cũng rất là ý nghĩa. Bài hát được mang tên Lời Du. Xin mời quý vị cùng nghe. Lời ru, ru mẹ
ngàn mối chung chim ngậm đầy lời ru. Của các anh chị và các bạn, Thu Mây muốn song ca một cái ca khúc. Thu Mây nghĩ là trong các anh chị ngồi đây thì bà con xứ Nghệ chắc cũng nhiều đúng không ạ? Vâng, xin chào các anh các chị, và Thu Mây sẽ hát một cái ca khúc rất là ý nghĩa để mến tặng cho tất cả mọi người. Ca khúc được mang tên Về Xứ Nghệ Cùng Anh. Có ai về xứ Nghệ bắt túi không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Hoàng xin nói một chút tiếng nghề. Hát bay nghề là phải nói dòng nghề nó mới ra chất đúng không ạ? Hoàng và Minh Trung cùng với Thu Mây là đều người con của xứ Nghệ cả. Về xứ Nghệ cùng anh gửi tặng quý vị. Một tràng vỗ tay để cảm ơn nữ ca sĩ Thu Mây đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bởi nơi em thắm đượm tình quê,
Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông con đò xưa vận đời, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời thương của mẹ, anh về đây mân rể thương thay mẹ cùng em. Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, răng gừng cay muối mặn tiếng nói nó giống ai. Dư đã nói yêu nhau lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ Nghệ với anh không? Anh thương theo em về xứ Nghệ cùng em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa, bởi nơi em thắm đường tình quê. Vâng ạ, có lẽ là ca khúc vừa rồi đã mang cho quý vị một chút âm hưởng về quê hương miền Trung. Vâng ạ, ở đó đầy nắng gió, đầy mưa bão, nhưng mà ở đó chứa chan tình người, thưa quý vị. Và bây giờ thì có lẽ là Lê Hoàng muốn mời nhân vật chính quay trở lại sân khấu một chút. Mời bố của Nhật Vượng lên sân khấu ạ, mời Minh Trung. Hôm nay ngoài Minh Trung sẽ hát không biết bao nhiêu bài, nhưng mà Hoàng nghĩ là Minh Trung phải hát một bài để tặng vợ. Tại vì sao quý vị biết không ạ? Một người vợ từ khi Minh Trung cưới mà từ Việt Nam sang đây,
Hoàng mới nói Minh Trung là có lẽ là ở kiếp trước bác tu không biết bao nhiêu kiếp. Kiếp này bác mới gặp được Nga. Cưới từ Việt Nam sang đây, đưa em nó một cái là lên tận trên rừng ở cho đến bây giờ. Mà em không hề than vãn, không hề có một điều gì mà phải nói là Minh Trung có nói với Lưu Hằng rằng là Nga là một người vợ rất là tuyệt vời. Và luôn luôn biết chăm lo cho gia đình, luôn luôn biết chăm cho các con. Và đặc biệt là trong 10 năm qua đã sinh cho Minh Trung 4 người con, 3 gái và 1 trai, 3 nàng công chúa rất là xinh xắn. Vậy thì ngày hôm nay Hoàng nghĩ rằng là bài hát đầu tiên mà Minh Trung cần phải hát tặng đó chính là hát tặng cho người vợ của mình. Và sau đó sẽ hát tặng cho quý vị một ca khúc nữa. Quý vị đồng ý không ạ? Và bây giờ thì nhường lại sân khấu cho Minh Trung. Vâng, đúng như Lê Hoàng nói, rất là đúng. Và một ca khúc mà Minh Trung muốn gửi đến cho toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa, xin tặng cho người vợ rất là thân yêu của Minh Trung là Thanh Nga. Một người vợ rất là chịu thương chịu khó, tuyệt vời. Xin quý vị thay Minh Trung dành một tràng pháo tay. Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị, hát ca ngợi về cha, về mẹ thì ok, còn hát về ca ngợi về vợ thì rất là khó. Nhưng có một ca khúc mà ca nhạc sĩ Mạnh Quỳnh đã viết tặng riêng cho Minh Trung, nhạc phẩm Vợ Tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, nghe nhạc có êm không quý vị? Những giai điệu này chỉ dành cho những bà vợ đảm đang và tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Ca khúc Vợ Tôi. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lướt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dài dầu. Không ham giàu sang không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh liếp tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôn dĩ vãng thấy thương nhau nhiều thêm. Cười em chỉ có thay trầu mâm trà thay rượu đôi buồn cầu thôi. Còn thơ bốn đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm chiều cuộc bấm cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy nắng mưa khuya sớm nhọc nhằn gian lao. Trải qua sóng gió bể dâu thủy chung một dạ tình sâu nghĩa đầy.
đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôn dĩ vãng thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu mâm trà thay rượu đôi buồn cao thôi. Còn thơ bốn đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm chiều cuộc bấm cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng môi mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Bài nửa. Bốc à? Remix à? À để anh cho em xin ca khúc Khảy cho tôi đi. Huynh đệ ơi, tình áo năm trôi qua chẳng thể nào hiểu ra vì sao năm xưa người vội bước đi. Còn nhớ mãi hình bóng ngày tháng nguyện khắc sâu bên chung diều nồng người thiền cạn chén với ta. Vẫn nhớ mãi hồi ức nhớ về anh từ trong ta chỉ muốn gọi tên người có hay. Bốn ba nay phong trần kêu bạt gió sương tận tâm can nỗi sầu bi như răng tre. Huynh đệ cuộc chiều sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế sao. Một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên. Trần gian phong ba, độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin anh. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Huynh đệ đâu? Từng tháng năm trôi qua chẳng thể nào hiểu ra ở phương trời nào cuộc sống anh có ổn không. Nhân gian rộng lớn nước cờ anh từng bước đi vạn điều tâm tư vẫn tin anh thành cờ. Khi đông qua đi nhất định anh quay về, về lại nơi xưa nơi cha mẹ già ngóng trông. Kết thúc ngày tháng phiêu du về nơi chốn an yên đàm đầu thâu đêm ly rượu cay cùng chi kỷ. Huynh đệ ơi huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Quá khỏe. Chẳng hồi ấm về đây, chẳng hỏi thăm thế nào. Một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên. Trần gian phong ba, độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin anh. Huynh đệ ơi, tôi đã thề và tóc xanh cỏ tới sâu nhưng mà ai đã đi xa hay ngã khi ta không còn hay.
hay gì về nhau tan từ nay và về sau ai kia. Còn biết bao nhiêu trong gai đang đợi, có huynh đệ với nhau đến đâu không ai mang tới. Dẫu có bao nhiêu sóng gió xa bốn phương cùng trời và cuối đất, huynh đệ ta cũng tươi. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Chẳng hồi âm về đây, chẳng hồi âm thế nào, một câu quan tâm nào thấy đâu. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, vì cuộc sống ở nơi đây bình yên. Trên gian phòng ba, độc mình nơi xứ xa, chờ đợi tin ai. Huynh đệ ơi, anh sẽ quay về. Huynh đệ ơi, huynh đệ à, cuộc sống có tốt không, có khỏe không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn huynh đệ rất là nhiều. Cảm ơn huynh đệ. Kính thưa quý vị, Lê Hoàng lại vừa nhận được một đăng ký của huynh đệ anh Minh Trung. Đó chính là đội bóng của Liberec. Đại diện cho đội bóng Liberec sẽ hát tặng cho quý vị một ca khúc là Con Thuyền Cô Đơn. Năm vừa rồi thì đội bóng của Lê Hoàng cũng đã lên tham gia tại giải ở Liberec mở rộng. Thì là Liberec cũng đã nhiệt tình mời đội bóng của Klatno Lê Hoàng lên tham gia, nhưng mà chưa được gặp các anh. Hy vọng là sang năm chúng ta lại được gặp nhau trong một cái giải của Liberec mở rộng tiếp theo nhé. Và bây giờ thì ai là người sẽ hát ạ? Không biết hát thì mấy các anh người hay là hát thường? Jimmy sơ cáo quá. Hà Tống. Ok. Xin mời đội bóng Liberec đâu ạ? Đây. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân alo, em bây alo, giờ alo. Gửi phần cho ai? Đời chưa mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy. Nhận theo sông, thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nửa đời chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại thuộc về ai? Cho cái bài nào bốc quân tỷ đây. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết yêu thương ai? Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời, em ơi ta sống là bao? Ơi là thế, đời sống không được bao. Ơi là bao, đời không lâu là thế. Ơi được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết yêu thương nào?
nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. She fought the odds, but